xe cổ rất là đẹp. Xe cổ quá đẹp. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 27. Ôi, chiếc xe quá đẹp. Xe được chở tới chứ không chạy. Xe không chạy mà chở tới hả? Chiếc xe này bây giờ giá nó khoảng bao nhiêu tiền à? Hả? Hả? Không biết à? Đẹp quá. À, thì ra chiếc xe này bị hư. Không chạy được nữa, thành thử ra là cẩu về. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Cẩu về à, không chạy được nữa hả? Rồi, lên đường.